Mình thì ngày mới thì mình xin chúc các bạn và gia đình gặp nhiều may mắn. Cái bờ này thì qua nay thì mình đi lên cái bờ này thì mình vô trong nhà của chú đất cổng mình làm ra các bạn ơi. Bờ này thì đất cát không các bạn, mặt cũng hơi nhỏ, mặt nó tầm chừng 2m2 à. Bờ này ở đoạn này thì mình qua mình đi dĩ không nè. Thì chú nói với mình thì cái mình làm từ ở trong cái xe mình các bạn, xe mình từ trong nhà trong á, thì mình làm cái bờ này. Giờ mình làm ra tới ngoài ngoài trời ngoài các bạn ơi. Đây thì mình làm thì cái đất này là đất lan các bạn ơi. Thì mình làm cũng không có kỹ gì cho mấy, thì chủ yếu là mình vuốt lề sơ thôi. Thì mình tới cái bờ ngang đó, thì mình sẽ lội qua bên bờ ngang đó. Mình làm từ trong cổng đó, mình làm ra đây rồi mình tới bờ ngang này nè các bạn. Thì mình sẽ bò qua bờ ngang này, thì mình làm từ ở chỗ cái góc bờ mà chỗ đưa ra các bạn. Thì mình dọn hết mấy cái lứt đó, mình sẽ làm ra đây. Bên đó các bạn nghe kêu o giống như một con bầy ong vậy đó. Bên đó người ta đang nuôi đìa công nghệ cao các bạn, người ta đang chạy máy oxy á. Các bạn có xem cái clip trước của mình á, clip mà mình qua cái mương đó các bạn. Sáng giờ cái chú đất mà giáp ranh cái mương á, trời ơi bạn ơi, chú lên chú ngằn, chú nói quá trời các bạn ơi. Thì tại vì cái chú đất mình đang làm này nè, chú này nè, chú lại chú hỏi đường, mà chú hỏi trúng con của cái chú mà sáng giờ lại nhận mình á. Thì chú đó chú đi công chuyện không có nhà, thì chú tưởng mình chưa hỏi các bạn, thì mượn đường qua mà không hỏi hang chú đất hết trơn, nó nhằn quá trời. Rồi mình qua mình bị lắp cái con bọng luôn, mình bò qua ngang cái chỗ cái con bọng luôn các bạn ơi. Mình cũng đâu biết đâu, tại vì cái đất nó bồi lại á, rồi nó lắp lại, mình thấy chỗ đó thì nó đưa ra quá đi, thì mình mới bò qua đại luôn. Rồi giờ mình không biết có bể không nữa. Thì chú nói nếu ra mà bị bể hết thì phải đền lại cho chú. Nãy giờ mình lại chú đất này nè, chú đất mình đang làm nè các bạn, năn nỉ muốn hết lời các bạn ơi. Mình nói chuyện mà năn nỉ không luôn. Nói rồi chú ơi, đâu có biết đâu, thấy chỗ đó đất bồi quá thì dễ qua cũng qua. Chú nói trời vô chỗ đó cán bọng của tôi ở đó mà chú qua chỗ đó còn gì nữa. Thì mình thật sự ra mình không biết các bạn ơi. Thì chắc ngày mai thì mình bò ngược qua cái xẻo đó giờ, để qua là mình bươi lại coi sao. Trước khi mình qua mình nói lại chú đất này hết rồi, nói chú hỏi đường hết chưa, chú nói hết rồi qua đi con ơi. Thì mình đâu biết ai đâu mà mình hỏi các bạn, thì người ta dân địa phương ở đây thì người ta hỏi, thì mình đi làm mình xíu xa mà đâu biết ai đâu. Chú nói rồi chú không cho mình ra luôn á, chú nói cho mình nằm đây luôn.
bây giờ cái bận về nè, rồi mình còn lo nữa nè, rồi làm sao mà có thế để mình qua nữa. Giờ mình thà mình không biết cái hang bọng á thì mình qua nó dễ. Bây giờ mình biết cái hang bọng ngay đó rồi, bây giờ mà làm như mình nhát tay các bạn ơi. Tại vì kinh đó là chỗ đó thì nó sâu. Mình làm bộ á, như mình vô làm mình cũng hỏi lại chú đất này, mình hỏi ơi, chú ơi giờ mình bỏ được đất cái giáp cái bờ này không, hay là mình bỏ được phân nữa thôi. Thì chú này chú cũng hỏi, nói là hỏi người ta rồi đó, thì bỏ ra giáp hết luôn các bạn. Nhiều người ta khó ta cho đi, nhưng mà ta không cho bỏ đất luôn các bạn ơi. Chứ mình mần mà đâu phải mình muốn vô mình mần sao mình mần đâu, nó hỏi hết. Mình là mình cũng đề phòng dữ lắm rồi đó. Cái bờ này thì mình làm sơ sơ thôi các bạn ơi. Thì bờ này cũng dễ làm, lý do là cái bờ này thì mình sửa theo cái bờ cũ. Nên mình làm thì nó có cái độ thẳng sẵn rồi. Bờ này thì mình chỉ gọt và lấy cỏ lên thôi, rồi mình sơn sình lên thôi. Đất ở đây là toàn bộ đất cát hết các bạn ơi. Chứ mình sơn lên toàn cát không à. Làm nghề mình sáng ngày mới sáng sớm mà bị người ta lợi ta nhằn này nọ đồ của mình, cái giống như mình cũng không có vui các bạn ơi. Mà người mình cũng muốn tới đâu cũng lấy lại cái kỷ niệm đẹp cho bà con. Mà nhiều lúc thì mình phải gặp cái chuyện vất vả thôi, đâu có ai mà trải hoa hồng cho mình đi hoài các bạn, thì phải gặp trong gai đồ chứ. Chỉnh độ ngay thì mình lấy từ cái trong xe ra trước thì bờ nó sẽ ngay à.
chú đất đang đứng đó các bạn. Này nữa ra cái con đậu đâu có chú lấy giá cho cầm bộ ha. Mình đang nói chuyện với chú cái chuyện cá bông đó các bạn ơi. Đây là cái đường mình bò qua bò lại nè các bạn. Giờ cá bông nằm ngay tăng chỗ này luôn nè các bạn ơi. Ngay chính giữa này luôn nè. Chú nói mình ngay chính giữa luôn. Giờ tới đó thì mình qua luôn rồi. Rồi bể hay không mình tính sao, bây giờ mình cũng hết biết sao rồi các bạn ơi. Ngay chỗ này nè. Lúc đầu thì mình tính là cái bọng nó nằm ở chỗ này nè các bạn. Mà nãy chú ra chú nhằn quá trời quá đất. Mình đâu biết đâu. Phải biết cái bọng ngay chỗ này thì mình bỏ qua chỗ này rồi. Chắc tới đó chắc mình đi xéo quá các bạn ơi. Chỗ này mình kẹ này ra mình đi xéo bển. Chứ mình né chỗ này ra. Thì khi nào mà mình qua chỗ này nè thì tới đó mình sẽ cố gắng mình làm cái clip mình gửi đến các bạn. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn có chuông thông báo. Các bạn bấm vào đó là mình đăng khi mình ra một cái clip mới nó sẽ hiển thị vào máy của bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.